ơi, mọi người hãy nán lại để nhận một phần quà. Tuy là nhỏ bé thôi, nhưng mà nó sẽ rất là ấm áp trong cái ngày đêm Giáng sinh ngày hôm nay ạ. Cũng như mọi người, năm nay thì cái sự lắng động của mọi người sẽ nhớ đến năm Giáng sinh 2022 tại giáo xứ Phú Thọ.